trường Trung cấp nghề Hòa Bình đóng trên địa bàn huyện Trảng Bom, Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc. Đây là trường nghề trực thuộc Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc và là trường cao đẳng Công giáo đầu tiên trong cả nước được thành lập. Cùng nhau ta hát hát lên bài ca, người mình ý chí cương quyết hàng ngày, tìm vâng ý Chúa sống luôn vị tha, rằng người xin cha bao la tình ái. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ trường Trung cấp nghề Hòa Bình, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2012 với phương châm thăng tiến con người toàn diện. Đến nay, trường Trung cấp nghề Hòa Bình đã thành địa chỉ quen thuộc của nhiều phụ huynh học sinh. Không chỉ chú trọng tới chất lượng giảng dạy, đội ngũ giáo viên của trường còn xây dựng cho học sinh những kỹ năng sống vững chắc khi bước vào tuổi trưởng thành. Trong đó, trường đặc biệt quan tâm những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, giúp các em có điều kiện mưu sinh và hòa nhập với cộng đồng. Trong niềm tin Giê-xu, bên nhau ta gắng học sớm khuya, mai đây ta bước đi vào đời, xây hạnh phúc tương lai cho hạnh phúc gia đình, cuộc sống luôn đẹp tươi. Trường Trung cấp nghề Hòa Bình đóng trên địa bàn huyện Trảng Bom đã trở thành nơi chắp cánh ước mơ cho nhiều thanh niên, nhất là đối với những thanh niên có điều kiện kinh tế khó khăn. Đây là trường nghề đầu tiên của tổ chức Công giáo do Giáo phận Xuân Lộc thành lập với mục tiêu đào tạo các thế hệ thanh niên có đạo đức, kiến thức và tay nghề cao theo phương châm thăng tiến con người toàn diện. Điện công nghiệp là một trong những nghề thu hút khá đông học sinh theo học tại trường Trung cấp nghề Hòa Bình. Hầu hết các em đến đây học đều có hoàn cảnh khó khăn và vừa tốt nghiệp trung học cơ sở. Với chương trình đào tạo lý thuyết song song với thực hành, cùng tâm huyết trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, phần lớn học sinh ở đây đều tiếp thu bài một cách dễ dàng và có thể tìm được việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp. Lý thuyết và thực hành đều đi song song với nhau, học cùng lúc hai môn và được thực hành cũng nhiều và đều dụng cụ để thực hành cũng rất là đầy đủ ạ. Em cảm thấy học ở cái môi trường Hòa Bình này thì là môi trường rất là tốt, cha rất là thân thiện, cách giảng dạy của các thầy cô rất là dễ hiểu và tiếp thu rất là tốt. Chính nhờ sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, quản lý và giáo viên, môi trường học tập tốt nên trường thu hút ngày càng nhiều học viên đăng ký học. Đáng ghi nhận là trong khi hầu hết các trường trung cấp nghề đều gặp khó khăn trong tuyển sinh, thì chỉ tiêu tuyển sinh của trường Trung cấp Hòa Bình năm nào cũng đạt và vượt so với kế hoạch, số lượng học viên năm sau luôn cao hơn năm trước. Trường hiện có gần 2.000 học sinh đang theo học ở 16 ngành nghề. Để giúp học sinh vừa có tay nghề vừa có trình độ văn hóa nhất định, từ năm học 2015-2016, trường đã tuyển được 24 lớp học văn hóa, các khối 10, 11 và 12. Và cũng trong năm học đầu tiên này, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông của trường đạt tỷ lệ trên 98,41%, dẫn đầu trong các trường hệ giáo dục thường xuyên của tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, trường cũng đạt giải cao tại hội thi tay nghề cấp tỉnh và cấp quốc gia. Trong thời gian học tập thì giữa gia đình và nhà trường có những cái sự liên kết rất là tốt. Nhờ đó mà cái châm ngôn của trường là thăng tiến con người toàn diện cũng đạt được những cái kết quả đáng khích lệ. Các em học tập chăm chỉ, các em có những cái đạo đức. Một số các em đã ra trường đi làm thì phản ảnh của các cái công ty tuyển dụng các em đó thì cũng phản hồi cho chúng tôi là các em chăm ngoan với công việc, kỷ luật trong cái tác phong của mình và có cái đạo đức đối với công ty và đối với những cái bạn đồng nghiệp. Để nâng cao chất lượng đào tạo, từ năm học 2016-2017, trường đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, xưởng thực hành, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của giáo viên học sinh. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cũng được nhà trường củng cố và nâng cao trình độ. Đây cũng là nền tảng vững chắc để nhà trường đạt được mục tiêu nâng cấp thành trường cao đẳng trong năm học 2017-2018 nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, học sinh và xã hội. Chúng tôi đã khao khát để đạt cái ước nguyện
là xin nâng cấp trường trung cấp lên trường cao đẳng nghề Hòa Bình, và đã được các ban ngành đoàn thể ở trong tỉnh hoàn toàn nhất trí và ủng hộ. Ủy ban tỉnh cũng như nhất là Sở Lao động Thương binh Xã hội đã giúp đỡ chúng tôi một cách rất là tận tình. Hiện nay thì cũng ước mong được rằng Ủy ban tỉnh sẽ thông qua cái giấy để giới thiệu chúng tôi ra Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Cục Dạy nghề. Hy vọng rằng qua cái sự chấp thuận của tỉnh thì ông ngoại này bộ cũng sẽ chấp thuận. Trường Trung cấp nghề Hòa Bình là trường dạy nghề đầu tiên của tổ chức Công giáo được thành lập tại Đồng Nai. Hoạt động của trường đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân. Điều quan trọng hơn là trường luôn nỗ lực thực hiện phương châm đã đề ra là thăng tiến con người toàn diện, tức đào tạo ra những học viên vừa có tay nghề, đạo đức, sức khỏe để làm việc, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Lộc vươn khắp
trước yêu thương ấp ủ bao năm trường, rồi mai tung cánh trên phương leo đường, tim con luôn nhớ về trường hòa bình bên thương. Trường cao đẳng hòa bình Xuân Lộc đẹp như tấm lòng mẹ, nhân nhìn về cứ mong các con khắp mọi miền. Thầm tin con người còn riêng, đức trí thể dục niềm tin, thành công dân vô xưng con của Chúa. Trường cao đẳng hòa bình Xuân Lộc vươn lên hóa đẹp từ ba vì mọc lên giữa đất Xuân Ngày 1 tháng 9 vừa qua, giáo phận Xuân Lộc đã tổ chức lễ trao nhận quyết định thành lập trường cao đẳng Hòa Bình. Đến tham dự lễ công bố quyết định này, có đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, đức ông Vinh Sơn, nguyên tổng đại diện giáo phận, cùng quý cha, quý vị lãnh đạo và toàn thể thầy cô giáo, học sinh và ân nhân của trường. Bên cạnh đó, còn có các vị lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, đại diện Học viện Taiken Tokyo bên Nhật Bản. Đức Cha Giuse mời gọi học sinh trường sống tâm tình cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho rất nhiều ơn qua người nọ người kia. Đức Cha nói, chúng con có quý thầy cô dạy dỗ và có biết bao nhiêu ân nhân giúp đỡ, và đặc biệt các con có phương tiện, có nhiều người cộng tác bằng tình thương yêu, chúng con mới có ngôi trường này. Chúng con cố gắng học giỏi và tìm công ăn việc làm tốt. Cha muốn cho học sinh sinh viên công giáo toàn quốc phải thành người mà phải thành thánh nữa. Qua nhiều người, những người đó có lòng thương yêu chúng con, giúp chúng con phương tiện này phương tiện kia, đó là lòng yêu người. Chúng con phải biết ơn. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse tiếp tục nhấn mạnh đến lòng biết ơn mà mọi người cần có, nhất là các học sinh sinh viên cần biết ơn cha mẹ, những người thân, thầy cô và nhiều người khác nữa luôn chăm sóc và cận kề với họ trên con đường học vấn. Trích câu chuyện về chàng thanh niên nhận ra mẹ anh đã vất vả với nghề giặt quần áo để có tiền lo cho anh ăn học thành tài, Đức Cha Giuse nói rằng các con là những người có tâm, hiểu được công lao của biết bao nhiêu người đã giúp các con, nên các con phải có tâm bao dung để thấy được những lỡ lầm thiếu sót. Rồi Đức Cha Giuse mời gọi học sinh sinh viên hãy trở nên như muối, muối phải đậm đà, rằng bất cứ nơi nào có học sinh sinh viên tốt nghiệp trường cao đẳng Hòa Bình thì phải nhận ra sự bình an vui tươi nơi các con. Các con phải thành nhân và thành thánh. Cha cầu chúc cho các con không chỉ năm nay mà tương lai trở thành những người tốt. Trước khi ban phép lành cuối lễ, Cha Giuse Nguyễn Văn Uy đã có tâm tình cảm ơn quý đức cha, quý đức ông, quý cha và cộng đoàn cùng ân nhân xa gần. Thánh lễ tạ ơn kết thúc, tập thể trường cao đẳng Hòa Bình bước vào năm học mới. Ước mong việc được nâng lên trường cao đẳng, ngôi trường hòa bình của giáo phận Xuân Lộc này sẽ là một bước tiến, một dấu chỉ để tương lai mở ra nhiều trường công giáo hơn nữa, để phục vụ cho nhu cầu học tập, đào luyện những người trẻ trong tương lai không chỉ có tầm mà có tâm nữa. Trường cao đẳng hòa bình Xuân Lộc đẹp như tấm lòng mẹ, nhân nhìn về cứ mong đám con khắp mọi miền. Thầm tin con người còn riêng, đức trí thể dục niềm tin, thành công dân tố xưng con của Chúa. Trường cao đẳng hòa bình Xuân Lộc vươn ươm hoa đẹp từ ba miền mọc lên giữa đất Xuân Lộc hân sinh. Cha thầy yêu thương dìu dắt chúng con, mai trường yêu thương ấp ủ bao năm trường, rồi mai tung tin con luôn nhớ về trường hòa bình bên
lộc đẹp như tấm lòng mẹ, nhân hiền mẹ cứ mong đám con khắp mọi miền. Thầm tiếng con người con riêng, đức chi thể dục niềm tin, thành công dân tốt xứng con của Chúa. Trường cao đẳng hòa bình, xuân lộc vươn ươm hóa đẹp từ ba miền mọc lên giữa đất xuân lộc. Marek Zelensky, đại diện tòa thánh tại Việt Nam.
Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Đức Giám mục Gioan Đỗ Văn Hân, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc. Trước hết con xin trân trọng kính chào Đức Tổng Giám mục, quý Đức Cha đã đến thăm trường Cao đẳng Hòa bình Xuân Lộc. Chúng con rất hân hoan và xin dâng lời chào kính Đức Tổng và quý Đức Cha. Sau đây, con xin kính trình lên Đức Tổng Giám mục và quý Đức Cha đôi nét về trường Cao đẳng Hòa bình Xuân Lộc. Một, sự hình thành ngôi trường đặc biệt này khởi đi từ công cuộc bác ái xã hội Caritas của toàn giáo phận. Năm 2004, Ban Bác ái xã hội Caritas đã lập đề án xin thành lập trường. Đức Giám mục Đa Minh Nguyễn Chu Trinh đã chấp thuận và đề bạt lên chính quyền tỉnh và trung ương. Năm 2008 đã được chấp thuận cho thành lập trường trung cấp nghề Hòa Bình. Tháng 10 năm 2012, khai giảng năm học đầu tiên với 326 học sinh với 6 nghề là công nghệ thông tin, kế toán doanh nghiệp, mộc trang trí nội thất, điện công nghiệp, may công nghiệp, du lịch. Từ năm 2014 đến 2018, mỗi năm đều có thêm học sinh và thêm lớp nghề, đồng thời giảng dạy thêm các lớp văn hóa cấp 3 trung học phổ thông. Số học sinh đã ra trường trong năm khóa của hệ trung cấp liên tiếp là 2.133 em, gồm 89,7% là người Công giáo, 10,3% là các tôn giáo bạn. Trong số này đã rửa tội tại trường là 5 em, 200 em đi du học và hợp tác lao động tại Nhật Bản, số còn lại đều có công việc làm đúng mấy ngành nghề đã học, có đời sống tốt tại gia đình và địa phương, được tiếng khen trong những nơi làm việc. Hàng năm trường cấp học bổng cho gần 200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 2. Nâng lên trường Cao đẳng Hòa bình Xuân Lộc. Tháng 3 năm 2016, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh đã chấp thuận đề án nâng cấp trường trung cấp nghề Hòa bình lên trường Cao đẳng Hòa bình. Tháng 5 2016, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo lên chấp chánh giáo phận. Ngài vẫn tiếp tục ý định của Đức Cha Đa Minh. Ngày 19 tháng 7 2017, được chính phủ chấp thuận cho phép nâng lên trường Cao đẳng Hòa bình Xuân Lộc, và Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục phụ tá, là chủ tịch hội đồng quản trị của trường. Hiện nay trường đang đào tạo 3 hệ: hệ trung cấp 23 lớp, hệ cao đẳng 10 lớp, hệ liên thông cao đẳng 1 lớp. Tổng số học sinh sinh viên là 3.250, gồm nội trú và ngoại trú. 3. Đội ngũ nhân viên quản lý và giảng dạy tại trường gồm 4 linh mục, 13 đại chúng sinh, 4 nữ tu dòng Đa Minh Thánh Tâm và 252 giảng viên, giáo viên, nhân viên với 90% là người Công giáo và 10% là các tôn giáo khác. 4. Hoạt động tôn giáo tại trường. Học sinh, sinh viên nội trú mỗi ngày sáng 5:30 dâng lễ, tối 8:30 lần hạt chầu thánh thể. Những ngày cuối tuần, thứ bảy và chủ nhật tham dự các lớp giáo lý do các cha, các tu sĩ chúng sinh dạy. 5. Đường hướng giáo dục và đào tạo của trường. Chương trình các ngành học và các môn học thực hiện đúng quy định của chính phủ thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Đường hướng giáo dục theo mục đích của Caritas Công giáo, thăng tiến con người toàn diện. Trước tiên là đào tạo đạo đức làm người và đạo đức tôn giáo, trau dồi một kiến thức phù hợp với trình độ học tập để có thể sống và làm việc trong xã hội phát triển. Đối với nghề nghiệp đạt đến trình độ kỹ thuật cao trong ngành học và phát triển công nghệ sản xuất tự động hóa, số hóa. Để đạt được mục đích trên, Đức Giám mục Giáo phận qua các thời kỳ đã hết sức quan tâm đầu tư nhân lực, tài lực vào công cuộc giáo dục tại trường Cao đẳng Hòa bình Xuân Lộc. Nhà trường
mới trải qua 7 năm hoạt động và phát triển, thời gian còn quá ngắn, chưa thể đánh giá được kết quả vững chãi của sự nghiệp giáo dục, nhưng cũng đã đón nhận được những sự công nhận đáng quý của các bậc phụ huynh và cộng đồng xã hội qua việc họ gửi con em đến học tại trường mỗi ngày một đông và họ cộng tác một cách rất chân thành với nhà trường. Đối với các công ty, doanh nghiệp, các nhà sử dụng, nhân lực được đào tạo trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc đều hài lòng và luôn đặt hàng nhận học sinh, sinh viên ra trường và mỗi năm mỗi gia tăng. Kính xin Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, quý Đức Giám mục giáo phận chỉ giáo thêm cho chúng con và chúc lành cho chúng con để hoàn tất được công trình cao quý mà các đấng đã trao phó. Chúng con xin trân trọng cảm ơn. Beautiful orchids. I would like to take them with me to Singapore, but Singaporean law forbids to bring any plant into the country. So I have to offer it for Saint Joseph or Blessed Virgin Mary. Kính thưa Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Kính thưa Đức Cha Gioan, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc. Kính thưa Cha Giám đốc, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy cô giáo, các em học sinh trường Cao đẳng Nghề Hòa Bình Xuân Lộc. Trước tiên, tôi xin được cảm ơn quý đức cha giáo phận đã nhã ý mời tôi đến thăm mục vụ giáo phận Xuân Lộc. Ngày hôm qua, tôi đã tới thăm và gặp gỡ các vị gia trưởng trong giáo phận tại giáo xứ Ninh Phát. Hôm nay, tôi được hân hạnh đến thăm quý cha, quý thầy, quý dì, quý thầy cô giáo và các bạn học sinh trường Cao đẳng Nghề Hòa Bình, giáo phận Xuân Lộc. Tôi thực sự vui mừng và hạnh phúc được gặp gỡ anh chị em nơi đây trong buổi sáng Chúa Nhật, ngày Đức Kitô Phục Sinh. Hôm nay, nhìn anh chị em thật tươi đẹp trong hội trường này. Trong cuộc thăm viếng mục vụ này, chủ đề được nhấn mạnh là lòng thương xót Chúa. Chúng ta có thể học biết được lòng thương xót Chúa qua Kinh Thánh trong Tin Mừng. Tuy nhiên, chúng ta cần áp dụng lòng thương xót Chúa vào trong chính đời sống của chúng ta. Chúng ta cần học cách sống của Chúa Giêsu trong mối tương quan và trong tình yêu thương qua việc trao ban lòng thương xót Chúa qua những người nghèo khó, đau khổ, tội lỗi. Chúa đã đối xử rất nhân từ với họ. Là những Kitô hữu, chúng ta cũng cần học để trở nên nhân từ, biết cách thấm nhập lòng nhân từ vào trong các mối tương quan giữa các đồng nghiệp, giữa những người thân, giữa những người bạn, nơi trường học và nơi công sở. Làm được như vậy, anh chị em đang đem lòng thương xót Chúa thấm nhập vào trong xã hội, trong văn hóa. Anh chị em sẽ trở nên những chứng nhân của lòng thương xót Chúa trong lòng giáo hội và cho đồng bào quê hương đất nước của anh chị em. Anh chị em sẽ góp phần làm cho giáo hội được phát triển và quê hương Việt Nam ngày một tươi đẹp hơn. Xin chân thành cảm ơn. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc đẹp như tấm lòng mẹ. Nhân hiền lệ cứu mong đám con khắp mọi miền, thầm tiếng con người còn riêng được chi thế dung niềm tin, thành công dân tố xưng con của Chúa. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc vươn khắp hoa đẹp từ ba miền mọc lên giữa
thân chúng con, mái trường yêu thương ấp ủ bao năm trường, rồi mai tung cánh trên khắp nẻo đường, tim con luôn nhớ về trường hòa bình bên thương. Trường cao đẳng hòa bình Xuân Lộc đẹp như tấm lòng mẹ, nhân hiền mẹ cứ mang đám con khắp mọi miền. Thầm tin con người con riêng, đức chi thể dục niềm tin, thành công dân tốt xứng con của Chúa. Trường cao đẳng hòa bình Xuân Lộc.